đài truyền thanh truyền hình thành phố Thanh Hóa. Đây là đài truyền thanh truyền hình thành phố Thanh Hóa. Người dân thành phố Thanh Hóa nói lời hay, làm việc tốt, hành động thân thiện. Người dân thành phố Thanh Hóa nói lời hay, làm việc tốt, hành động thân thiện. Đối với cán bộ công chức viên chức, kỷ cương, nêu gương trách nhiệm. Đối với doanh nhân, hợp tác, sáng tạo, chữ tín hàng đầu. Đối với nông dân, sản xuất sạch, môi trường xanh vì cuộc sống an lành. Đối với phụ nữ, hậu phương vững vàng, chu toàn xã hội. Đối với cựu chiến binh, gương mẫu, nghĩa tình, xứng danh người lính. Đối với thanh niên, hoài bão lớn, vun sáng tạo, gặt thành công. Đối với người lao động, chuyên nghiệp, trách nhiệm, hiệu quả. Đối với người cao tuổi, sống vui khỏe, nêu gương sáng. Đối với thiếu niên, nhi đồng, thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ dạy. Ứng xử tại cộng đồng, khu dân cư, đoàn kết, văn minh, nghĩa tình, nhân ái. Ứng xử trong gia đình, giữ bình an, xây hạnh phúc. Thưa quý vị và các bạn, mới đây, Cục Cảnh sát Hình sự C02 Bộ Công an phát đi cảnh báo tới người dân, đề nghị mọi người cảnh giác với hành vi thu nhập, mua bán trái phép thông tin cá nhân thông qua căn cước công dân, chứng minh nhân dân hoặc tài khoản ngân hàng. Theo đó, Công an thành phố Thanh Hóa khuyến cáo người dân tuyệt đối không chia sẻ hình ảnh, không cho người lạ mượn hoặc thuê thẻ căn cước công dân. Thời gian qua, hoạt động thu thập mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng, căn cước công dân, chứng minh nhân dân của người dân diễn biến phức tạp tại một số địa phương. Công an các đơn vị địa phương đã triển khai nhiều biện pháp nghiệp vụ nhằm phòng ngừa, phát hiện và đấu tranh xử lý nghiêm theo quy định pháp luật. Đây là hành vi vi phạm pháp luật nghiêm trọng, tiềm ẩn nhiều nguy cơ phát sinh tội phạm, nhất là tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền đánh bạc, tổ chức đánh bạc, ảnh hưởng trực tiếp tình hình an ninh trật tự tại các địa phương. Thủ đoạn hoạt động phạm tội nổi lên bao gồm việc lợi dụng sơ hở của người dân trong việc chia sẻ hình ảnh căn cước công dân, chứng minh nhân dân, hộ khẩu trên mạng xã hội Zalo, Facebook và sử dụng vào việc đăng ký sử dụng các dịch vụ online, mua hàng, xin việc, vay tiền để đánh cắp thông tin cá nhân của người dân. Ngoài ra là lợi dụng sự thiếu hiểu biết của người dân, đối tượng đưa ra nhiều lý do xin chụp ảnh chân dung, chụp ảnh căn cước công dân, chứng minh nhân dân, có thể trả cho người dân từ 100.000 đồng đến 300.000 đồng trên mỗi căn cước công dân, chứng minh nhân dân được chụp. Hoặc các đối tượng thuê mua tài khoản ngân hàng của người dân. Sau khi có thông tin dữ liệu cá nhân, tài khoản ngân hàng của người dân, các đối tượng bán thông tin cho các đối tượng khác, kể cả người nước ngoài, để sử dụng vào mục đích phạm tội, vi phạm pháp luật như làm giấy tờ giả để mở tài khoản lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua các khoản vay vốn của các ngân hàng, tổ chức tín dụng, công ty tài chính, chuyển nhận tiền đánh bạc, tổ chức đánh bạc giả mạo giả danh cán bộ công an, tòa án, viện kiểm sát, hải quan, thuế, gọi điện đe dọa yêu cầu chuyển tiền để phục vụ công tác điều tra hoặc làm quen qua mạng xã hội, hứa hẹn gửi quà, tiền đánh vào lòng tham của người dân rồi yêu cầu họ chuyển tiền phí, lệ phí và tiền bôi trơn vào tài khoản ngân hàng do chúng chỉ định để chiếm đoạt. Trước diễn biến phức tạp của tình hình trên, để phòng tránh tội phạm và những hệ lụy có liên quan, Công an thành phố khuyến cáo người dân tuyệt đối không cho người lạ mượn, chụp, thuê, mua căn cước công dân, chứng minh nhân dân hoặc tài khoản ngân hàng nếu không có mục đích chính đáng. Không đăng tải chia sẻ hình ảnh căn cước công dân, chứng minh nhân dân, tài khoản ngân hàng lên mạng xã hội. Không cung cấp thông tin căn cước công dân, chứng minh nhân dân cho những dịch vụ không thiết yếu, không có cam kết bảo đảm an toàn thông tin cá nhân trên các nền tảng mạng xã hội. Trường hợp bị mất căn cước công dân, chứng minh nhân dân, người dân cần trình báo ngay cho cơ quan chức năng để làm lại giấy tờ. Đây là căn cứ để chứng minh chủ sở hữu của căn cước công dân, chứng minh nhân dân, không có liên quan đến các giao dịch dân sự trong thời gian bị mất căn cước công dân, chứng minh nhân dân. Đồng thời, phòng ngừa trường hợp số căn cước của công dân bị lợi dụng thực hiện các giao dịch dân sự trái pháp luật. Khi bị các đối tượng xấu lừa đảo, lấy cắp thông tin căn cước công dân, chứng minh nhân dân để tiến hành các hoạt động phi pháp, người dân cần liên hệ ngay với cơ quan chức năng nơi gần nhất để được hỗ trợ. Trường hợp nghi ngờ hoặc phát hiện số căn cước công dân, chứng minh nhân dân của mình bị sử dụng trái phép để mở tài khoản ngân hàng hoặc đăng ký thuê bao trả sau, cần nhanh chóng liên hệ ngân hàng, nhà mạng để được hỗ trợ khóa tài khoản thuê bao. Trong trường hợp phát hiện đối tượng mượn, chụp thuê căn cước công dân, chứng minh nhân dân, mời chào cho thuê, mượn, mua bán tài khoản ngân hàng, đề nghị người dân tố giác và cung cấp ngay tài liệu, chứng cứ đến cơ quan công an nơi gần nhất để xử lý theo quy định của pháp luật. Nếu biết đối tượng sử dụng căn cước công dân, chứng minh nhân dân, tài khoản ngân hàng vào mục đích vi phạm pháp luật, phạm tội nhưng bao che hoặc vẫn bán cho thuê, cho mượn, thì có thể bị xử lý trách nhiệm hình sự với vai trò đồng phạm. Mục Thông tin bạn cần biết.
thông báo tuyển sinh và lao động đã qua đào tạo nghề. Trường Trung cấp nghề Thương mại Du lịch Thanh Hóa là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Công Thương Thanh Hóa, liên tục tuyển sinh hệ trung cấp và sơ cấp các ngành nghề như sau: quản trị khách sạn, kế toán doanh nghiệp, kỹ thuật chế biến món ăn, nghiệp vụ nhà hàng, nghiệp vụ lễ tân, nghiệp vụ bảo quản và bán xăng dầu, nghiệp vụ du lịch gia đình, điện dân dụng. Nhà trường định hướng việc làm cho lao động đã tốt nghiệp có tay nghề như trên, hoặc lao động chưa được đào tạo, có sức khỏe tốt, có nguyện vọng làm việc tại các doanh nghiệp trong nước và nước ngoài như Nhật Bản, Hàn Quốc, Nga, học nghề để có việc làm ngay. Mọi chi tiết xin liên hệ Phòng tuyển sinh Trường Trung cấp nghề Thương mại Du lịch Thanh Hóa, số 272 phố Môi, phường Quảng Tâm, thành phố Thanh Hóa, điện thoại 0373 675 591 hoặc 0917 286 586. Mọi chi tiết xem trên website www.thươngmạiduLịch.edu.vn. Sàn giao dịch bất động sản Phong Thủy HT, địa chỉ 211 Trường Thi, phường Điện Biên, là nhà phân phối chính thức dự án chung cư 379TH Complex Thanh Hóa, cao 20 tầng với 551 căn hộ. Sau ngày 30 tháng 4 năm 2022, sàn giao dịch bất động sản Phong Thủy HT sẽ bàn giao căn hộ cho khách hàng. Trung tuần tháng 5, đơn vị sẽ tổ chức sự kiện bốc thăm trúng thưởng cho khách hàng đủ điều kiện đặt mua căn hộ trong buổi lễ và được tặng những phần quà rất giá trị và ý nghĩa. Chúng tôi cam kết lấy chữ tín làm sức mạnh, đặt lợi ích khách hàng lên trên hết. Chọn chung cư 379 Thanh Hóa, chọn chất lượng cuộc sống. Nhằm đáp ứng tốt nhu cầu sản xuất và tiêu dùng của nhân dân, tạo nơi giao thương sầm uất, quảng bá sản phẩm, trao đổi hàng hóa của nhân dân trên địa bàn thành phố và các địa phương lân cận, dự án chợ Thành Mai do tập đoàn AMS và công ty cổ phần đầu tư xây dựng Lê Minh 01 đầu tư thi công đã và đang đẩy nhanh tiến độ để sớm bàn giao cho khách hàng và các nhà đầu tư. Với tính pháp lý minh bạch rõ ràng, trên tổng diện tích hơn 10.000 m², chợ Thành Mai được quy hoạch thành 211 điểm kinh doanh. Những căn shop house được thiết kế theo phong cách kiến trúc tân cổ điển, cùng mặt bằng thoáng, rộng, thuận lợi cho các hoạt động kinh doanh các ngành hàng bách hóa, dịch vụ tổng hợp, ẩm thực, thời trang, vàng bạc, điện lạnh, tạo sự đồng bộ về hạ tầng, đáp ứng nhu cầu phát triển, giải quyết việc làm và thúc đẩy sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Theo dự kiến, quý 3 năm 2022, dự án chợ Thành Mai sẽ được hoàn thành và đưa vào sử dụng. Đây sẽ là cơ hội tốt để người dân được yên tâm đầu tư kinh doanh ổn định lâu dài tại chợ. Dự án chợ Thành Mai vững nền tảng, sáng tương lai. Thưa quý vị và các bạn, thực hiện nghị quyết số 11 của Chính phủ về chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội, Ban đại diện Hội đồng Quản trị Ngân hàng Chính sách Xã hội thành phố Thanh Hóa phối hợp với Ngân hàng Chính sách Xã hội chi nhánh Thanh Hóa đã và đang triển khai ra soát đối tượng ưu tiên giải ngân nguồn vốn tín dụng chính sách hỗ trợ phục hồi kinh tế trên địa bàn thành phố. Trong chương trình ngày hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng đến với những ghi nhận của phóng viên Thanh Xuân với bài viết Tạo nguồn vốn tín dụng chính sách hỗ trợ phục hồi phát triển kinh tế xã hội. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe. Mong muốn cả gia đình có một chỗ ở ổn định cuộc sống. Sau một thời gian tìm hiểu các dự án nhà ở xã hội trên địa bàn thành phố, anh Trần Minh Anh, phường Tân Sơn là chuyên viên làm tại Ủy ban Nhân dân thành phố đã quyết định mua một căn hộ tại dự án nhà ở xã hội 379 TH Complex, phường Đông Hương, thành phố Thanh Hóa. Căn hộ có diện tích 71 m², trị giá hơn 950 triệu đồng. Do chưa có nhà ở, thu nhập lại thấp nên anh được đơn vị dự án hỗ trợ và giới thiệu Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh Thanh Hóa cho vay hơn 500 triệu đồng với lãi suất 4,8% theo chương trình hỗ trợ của chính phủ. Nói về hỗ trợ cho khách hàng vay vốn, để chính sách triển khai kịp thời và hiệu quả, thời gian qua Ngân hàng Chính sách Xã hội chi nhánh Thanh Hóa đã tham mưu cho Ban đại diện Hội đồng Quản trị Ngân hàng Chính sách Xã hội thành phố Thanh Hóa chỉ đạo Ủy ban Nhân dân các phường xã, các tổ chức chính trị, tổ tiết kiệm và vay vốn ra soát nắm bắt nhu cầu vay vốn của người dân, đồng thời thông tin kịp thời về các quy trình, thủ tục vay vốn đến với đối tượng thụ hưởng từ khi triển khai đến ngày 8 tháng 6 năm 2022. Ngân hàng Chính sách Xã hội chi nhánh Thanh Hóa đã giải ngân được 120 khách hàng, hộ gia đình với tổng số tiền gần 25 tỷ đồng. Tại các chương trình cho vay, trong đó khách hàng vay vốn mua nhà ở xã hội số tiền gần 22 tỷ đồng. Khách hàng vay giải quyết việc làm với số tiền 2,5 tỷ đồng. Cho vay học sinh, sinh viên mua máy tính với số tiền 230 triệu đồng. Ba cơ sở giáo dục mầm non tiểu học ngoài công lập bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19 với số tiền 240 triệu đồng.
do thực hiện kịp thời nguồn vốn tín dụng chính sách ưu đãi của nhà nước đã góp phần quan trọng hỗ trợ người dân và các đối tượng chính sách sớm phục hồi sau đại dịch COVID-19. Chuyên mục Tự hào hàng Việt. Chuyên mục Tự hào hàng Việt. Cơ sở trà Quyết Thắng, địa chỉ 95 Trịnh Ngọc Điệt, phường An Hưng, khu đô thị Đông Sơn, thành phố Thanh Hóa, là đơn vị chuyên sản xuất trà sạch an toàn Tân Cương, Thái Nguyên, được sản xuất trên dây chuyền hiện đại 4.0 theo quy chuẩn Nhật Bản, được Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Hà Nội chứng nhận. Với chất lượng đảm bảo theo tiêu chuẩn Việt Gáp, trà Quyết Thắng là sự tinh túy tuyệt vời của trà Tân Cương, Thái Nguyên, mang lại hương vị sắc, đậm đà tự nhiên xứ Bắc. Trà Quyết Thắng được bày bán ở các cửa hàng đại lý, siêu thị trên toàn tỉnh. Số điện thoại liên hệ 0985 439 888. Không có việc gì khó, chỉ sợ không có ưu đãi to. Đến ngay Viettel Store để nhận hàng loạt ưu đãi vô cùng hấp dẫn. Sở hữu ngay trong tay các sản phẩm điện thoại đến từ các thương hiệu Apple, Samsung, Xiaomi, Vivo, Nokia với mức giá cực sốc. Chưa hết, máy tính bảng, laptop, phụ kiện cũng đã có nhiều khuyến mại đặc biệt. SIM số đẹp, SIM phong thủy, SIM đôi giá tốt cũng đang sẵn hàng. Và sản phẩm không thể thiếu cho chị em nội trợ với hàng loạt các sản phẩm gia dụng, thiết bị nhà bếp, thiết bị gia đình, thiết bị làm đẹp với ưu đãi cực lớn. Giá tốt khỏi phải lo, giá tốt đến ngay Viettel Store. Muốn mua cái điện thoại, lỡ mua chẳng may hết tiền xài, đến ngay Viettel Store vì giá không phải lo. Smartphone, laptop, đồ công nghệ, giá ngon kết hợp với khuyến mại, đến ngay Viettel Store vì giá không phải lo. Radio AD, thông điệp từ âm thanh. Hotline 0989 612 668. Truy cập website www.radiovietnam.com.vn để biết thêm chi tiết.